làng nghề hồi sinh. Đây là vấn đề là mưu sinh của rất nhiều người dân lao động. Nhưng song hành lại là ô nhiễm. Đấy mà coi như nó sập xướng đen như là cơn mưa tối trời. Ngày nào cũng như ngày nào, không bao giờ sai. Sai đâu, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Giải pháp nào để cải thiện môi trường sống? Thưa quý vị, không thể phủ nhận vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của làng nghề tại các địa phương như là giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu và đa dạng hóa ngành nghề nông thôn. Tuy nhiên, sự phát triển thiếu kiểm soát của các làng nghề cũng gây ra một số tác động tiêu cực tới môi trường sống. Chỉ tính riêng tại Hà Nội, địa phương có nhiều làng nghề nhất trong cả nước thì đã có đến gần nửa số đó là ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Phần còn lại cũng không thoát khỏi ô nhiễm, đặc biệt chỉ có một số ít làng nghề là không ô nhiễm. Thế bây giờ mà các ông mà không làm cho ra nhẽ cái này thì các cháu này nó băng bệnh hết. Thì cũng phải chấp nhận, phải sống chung với lũ thôi, phải làm biết làm thế nào được. Lời qua tiếng lại cũng chỉ vì những ống khói của làng nghề. Cháu coi vừa mới rửa đánh chấu xong đi dàn đây đấy. Đấy, lúc nãy nó đen xi lại. Thế là lại giờ để dắt cháu ra đây, cháu vào cái chậu, lấy bàn chải đánh. Đánh như này, chân này. Đấy. Những đôi chân đen nhẻm được cho là do khói bụi từ làng nghề ép gỗ Hữu Bằng thổi sang. Vì là làng nghề gỗ ép nên phải dùng lò đốt. Chính vì thế, hàng chục ống khói cũng thi nhau thải ra cả đêm lẫn ngày. Cơn gió mà về đường này thì là nó ập xuống dưới này chúng tôi khó thở. Hít cũng khổ mà thở cũng khổ. Đang bị bệnh tim đấy mày. Có bao lấy xem đâu, có bị bệnh tim mà đang thở chả được mà này. Nguyên nhân ốm đau bệnh tật của người trong làng Phùng Xá cũng được cho là do khói bụi từ làng nghề ép gỗ bên cạnh mà ra. Ở đây trẻ con này ốm thường xuyên, đi viện rất là nhiều. Cháu bị bệnh vì ống khói cho nên cháu bị bệnh đấy. Cháu cứ ho như thế này đấy. Điều trái ngoe, Phùng Xá cũng là làng nghề sản xuất kim khí đã nhiều đời nay, không có hệ thống xử lý phế thải. Tuy nhiên người dân trong làng mặc nhiên việc sản xuất của mình không hề gây ô nhiễm. Không có ảnh hưởng gì. Đến đây nhà cháu cửa đóng nên đây cũng không có ảnh hưởng gì. Người Phùng Xá thì bảo vậy, nhưng người dân Hữu Bằng sống bên cạnh thì bảo không. Người dân Hữu Bằng cho rằng chính nước thải của làng nghề Phùng Xá đã gây ô nhiễm nguồn nước ngầm trong toàn khu vực. Khả năng là do sắt nhiều rồi ngấm đất thì nó ảnh hưởng đến nước nguồn nước ở dưới thôi. Cái bể này là nát đá hóa trắng toàn bộ bể đấy, thế mà nó nhìn xuống này, nhìn nước có ấy. Trong làng của nhau thì bảo vệ, khác làng lại chỉ trích. Hai làng nghề tiếp giáp nhau, đi chung một con đường. Và chính tại ngã ba này, từng chứng kiến cảnh xô xát đến đổ máu vì mâu thuẫn đôi bên. Ngã ba giáp giới với làng làm gỗ, vàng làm bên làm sắt. Đấy, thế nhưng mà chúng tôi nói là nó cũng nghe, mà nói là bắt đầu là người ta gây sự. Là bây giờ thì thứ nhất là mất đoàn kết. Sứt mẻ tình làng nghĩa xóm vì ô nhiễm. Và hẳn khó hàn gắn khi vấn đề môi trường chưa giải quyết. Vết rạn nứt giữa hai làng, ắt sẽ vẫn tồn tại. Môi trường ô nhiễm dẫn tới sự xung đột trong đời sống của người dân. Vì vậy, để tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường tại những làng nghề giai đoạn 2021-2025, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ngành chính quyền các cấp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, cụ thể là 100% chất thải nguy hại ở những làng nghề được xử lý, 100% cụm công nghiệp làng nghề đang hoạt động và xây dựng mới có trạm xử lý nước thải, 100% làng nghề được công nhận của Hà Nội đáp ứng các điều kiện về bảo vệ môi trường. 100% quả là con số đáng mơ ước. Tuy nhiên thì cần phải làm gì để hoàn thành chỉ tiêu thì lại là bài toán rất khó. Vì cái đặc điểm của các làng nghề ấy, tồn tại trên Hà Nội ấy, đó là các nghề là các hộ gia đình sản xuất nhỏ lẻ mà làm xen kẹt, không có thành một cái điểm làng nghề mà để chúng ta xử lý. Do vậy cái khó khăn khi mà xử lý là phải thu gom và phải xử lý từng hộ một, nó cũng là cái vấn đề khó trong cái vấn đề xử lý. Xử lý ô nhiễm làng nghề là một vấn đề, là một bài toán khó, là hai nữa là vấn đề dài. Thế nhưng chúng ta có làm được không thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Thế thì tương lai làm thế nào thì đấy phải đặt ra. Đầu tiên thì tôi nghĩ là vấn đề quy hoạch. Cái này tôi đề nghị là phân cấp cho các địa phương, và cái này thì yêu cầu phải nâng cao trách nhiệm rất rất cao của các đồng chí cán bộ cơ sở.
chính sách quy định của chúng ta nó chưa theo kịp với cuộc sống. Cái phân trách nhiệm của các bộ, các ngành tôi cho cũng mang tính chất hình thức, chưa quy định rõ ràng anh phải làm gì, thời gian ra làm sao. Cho nên là tôi nghĩ rằng cái quan tâm của chúng ta hiện nay là muốn để làng nghề phát triển bền vững và để giải quyết hàng triệu lao động của chúng ta hiện nay ấy, có chiếc lâu dài và được hội nhập thì tôi cho rằng phải quan tâm đến cái quy hoạch. Nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm tại các làng nghề, từ nhiều năm nay, thành phố Hà Nội đã đầu tư nhiều dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải. Tuy nhiên, thì với công suất khiêm tốn hiện nay, các nhà máy này chỉ đáp ứng xử lý được một phần ô nhiễm nước thải từ làng nghề. Bên cạnh đó, thì tại một số huyện ngoại thành, tiến độ thi công các công trình xử lý ô nhiễm môi trường còn chậm trễ. Hiện Hà Nội cũng đang tiến hành kêu gọi xã hội hóa đầu tư vào lĩnh vực xử lý nước thải và rác thải từ làng nghề với số vốn dự kiến là hơn 9.000 tỷ đồng. Đây cũng là động thái nhằm giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc theo đúng mục tiêu đặt ra, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường làng nghề đang rất nóng hiện nay. Về tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề thì Sở Công Thương thành phố Hà Nội cũng đã thẳng thắn chỉ rõ là các làng nghề càng phát triển thì tình trạng ô nhiễm càng gia tăng, ảnh hưởng rất lớn tới môi trường sinh thái và đời sống của cư dân làng nghề. Hầu hết các làng nghề mới chỉ tổ chức thu gom mà chưa có hệ thống xử lý nước thải, khí thải, thu gom xử lý chất thải rắn mà thải thẳng ra môi trường. Câu chuyện xử lý ô nhiễm cứ thế loay hoay, làng xử lý rác thế nhưng lại tạo ra rác của xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội là một ví dụ như vậy. Cái rác này là tôi nhặt ở nhựa ra, bây giờ những cái này không thể sử dụng được nữa, không thể tái chế được nữa, là vứt đi. Đây nó là như kiểu cái chip này, rồi đây là cái nhựa cứng này, các thứ này, các cái cao su, cao xước này, là gần như là không thể tái chế nữa, bây giờ phải bỏ đi, đi vứt đi. Là cũng tỷ lệ là cứ mỗi một tấn nó rơi vào khoảng mấy cân. Nhà không còn chỗ thì lại mang ra đường, thậm chí tràn cả xuống bờ sông. Cứ như vậy, thay vì làng xử lý phế thải, thì nay lại tạo ra rác. Mỗi ngày hàng trăm hộ tái chế phế liệu của xã Quảng Phú Cầu đã thải ra môi trường nhiều tấn rác thải các loại. Việc mà xử lý tìm cái nguồn đầu ra thì nó còn gặp khó khăn. Thế do vậy mà cái việc mà giải quyết triệt để như thời gian hiện tại bây giờ thì chưa thực hiện được. Và phối hợp giữa người dân cũng như là cái quá trình của một số các công ty cũng như là vận chuyển đấy, thì cái sự phối kết hợp nó cũng chưa được đồng thuận cao. Trước đây đã từng có doanh nghiệp tham gia thực hiện việc thu gom xử lý rác thải nhưng không đạt kết quả nên đã dừng hoạt động, để lại khoảng 150 tấn rác không thể tái chế. Mặc dù hiện tại, xã đã bố trí khu vực tập kết rác rộng khoảng 1.800 m² và tìm đơn vị thu gom rác khác để thay thế, nhưng đó mới chỉ là giải pháp tạm thời. Về mặt lâu dài, định hướng về bền vững thì huyện đang xây dựng hai cái cụm công nghiệp của Xà Cầu và Quảng Phú Cầu tại địa bàn xã này luôn. Đấy, trong đấy thì có cái định hướng là chuyển toàn bộ các cái cơ sở sản xuất, các hộ gia đình vào trong cái khu cụm công nghiệp đấy. Thì khi vào trong đấy rồi chấm dứt cái câu chuyện là phải thu gom như nào. Theo quy hoạch, cụm công nghiệp làng nghề sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Tuy nhiên hiện tại mới chỉ giải phóng xong mặt bằng. Nếu không có giải pháp bền vững thì hàng tấn rác sẽ lại phát sinh mỗi ngày tại chính làng tái chế rác.